Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình ảo thuật cùng Di. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Di giới thiệu với các bạn một tiết mục ảo thuật mà trong đó sử dụng những cái quân bài mầu nhiệm này. Vậy thì cái ảo thuật này là như thế nào? Ở đây chúng ta sẽ sử dụng một quân bài. Cho khán giả xem, vẩy tay nó biến thành một quân khác. Đó. Ngay sau đây thôi, chúng ta sẽ được học và hướng dẫn về tiết mục ảo thuật này. Cảm ơn các bạn. Xin chào tất cả các bạn, và đây là phần hướng dẫn của tiết mục ảo thuật này. Đây là một tiết mục ảo thuật về bài rất là đơn giản, nhưng mà để thực hiện được nó thì các bạn cần phải có một cái quá trình luyện tập để làm cho nó nhuần nhuyễn và đẹp hơn. Đó, đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng bộ bài 52 cây rất bình thường. Sau đó chúng ta sẽ lấy hai quân bài lên, 1 2, sử dụng ngón cái. Chúng ta sẽ cầm ở góc như thế này, dùng ngón cái và ngón giữa cầm ở góc, ngón trỏ xoay hai con bài như thế này. Đó, cái động tác xoay này rất là quan trọng. Động tác xoay này làm cho khán giả nghĩ rằng hai con bài tưởng như là một quân. Tôi sẽ làm lại một lần nữa, 1 2, cầm hai quân, xoay xoay cầm. Ok, nhanh là như thế này. Đó, sau đó đến kỹ thuật này hay còn gọi là búng tay. Đó, chúng ta cũng búng tay như thế, nhưng chúng ta sử dụng quân bài. Và bây giờ chúng ta thực hiện động tác búng tay bằng cách kéo cái ngón giữa ngược về đằng sau, và ngón cái cộng ngón trỏ sẽ giữ nguyên cái quân bài đằng sau lại như thế này. Đó, vậy thì bây giờ quân bài của chúng ta đã nằm ở đằng sau như thế này. Đó, lại một lần nữa. Đó, thu về, các bạn có thể nhìn thấy quân bài nằm đằng sau và được che hoàn toàn bởi quân bài này. Sau đó chúng ta sẽ dùng bộ bài, chúng ta thu quân bài này về. Đó, và cho khán giả nhìn thấy con bài này, cả hai mặt của nó rất là bình thường. Đấy, khi chúng ta thực hiện, chúng ta phải làm cho nó hấp dẫn hơn. Tức là sao? Chúng ta phải búng tay hoặc là xoay một cái, thì khi chúng ta xoay cái phần cổ tay của chúng ta cho con bài đi qua, lúc đấy chúng ta búng tay như thế này. Sau lúc chúng ta đi lên, chúng ta hãy cầm thu con bài về và tung con bài còn lại lên. Đó, bây giờ nhắc lại một lần nữa này. Ngón cái này nhấc hai con bài lên, sau đó chúng ta sẽ dùng ngón út để chúng ta giữ hai con bài này lại, ngón cái và ngón giữa chúng ta cầm ở hai góc của con bài, sau đó dùng ngón trỏ để lên phía trên đầu này, chúng ta xoay nó một vòng và chúng ta giữ lại bằng ngón cái và ngón giữa. Sau đó chúng ta sẽ làm động tác búng tay. Đó, chúng ta sẽ cầm ở phần góc dưới bên phải như thế này. Chúng ta hãy từ từ co cái ngón giữa lại. Chúng ta sẽ từ từ co ngón giữa lại như thế này. Sau đó dùng cái tay cầm bộ bài giữ lấy con bài này và tung con bài còn lại lên trên không. Vậy là trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta đã được học một tiết mục ảo thuật sử dụng bộ bài. Di hy vọng rằng sau khi các bạn xem xong chương trình này, các bạn có thể thực hiện nó và làm tốt nó. Chúc tất cả các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Chào các bạn!